Việt Tân và chiêu trò xuyên tạc vụ án Đinh Văn Hải. Ngày 26 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đinh Văn Hải, 48 tuổi, ngụ thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, 5 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội, làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhân dịp này, truyền thông của những kẻ đội lốt dân chủ để chống chế độ ra sức xuyên tạc bóp méo bản chất vụ án. Chẳng hạn, trang Việt Tân ngay lập tức đăng bài "Tự do cho người yêu nước", ca ngợi anh Đinh Văn Hải đã tham gia rất nhiều sự kiện đấu tranh vì một Việt Nam tươi đẹp như tham gia biểu tình chống giàn khoan HD981, xâm phạm lãnh hải Việt Nam, chống Formosa hủy diệt môi trường, giết người dân ở các tỉnh miền Trung, phong trào chống chặt cây xanh của Cộng sản và kết nối anh em để hướng đến một mục tiêu lâu dài, hùng cường cho nước Việt. Chúng tôi, những người anh em cùng lý tưởng với anh Hải, luôn đồng hành và mong muốn anh giữ gìn sức khỏe, vững tâm trong cuộc đấu tranh còn nhiều gian khổ này. Tự do cho anh Đinh Văn Hải. Xin được chia sẻ vài điều với các bạn, hoặc trong bài viết khác, Việt Tân xuyên tạc phiên tòa xử Đinh Văn Hải diễn ra hoàn toàn lén lút và bịa đặt nó vi phạm trình tự tố tụng. Thực tế, Đinh Văn Hải, sinh năm 1974, ngụ xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, bị tàn tật do di chứng từ căn bệnh sốt bại liệt, được chính quyền địa phương quan tâm và được hưởng những chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước dành cho người khuyết tật. Tuy nhiên, do bản tính ngông cuồng, luôn tự cho mình là tài giỏi, ngày càng lún sâu vào ảo vọng, dưới sự hậu thuẫn giật dây của những đối tượng bất hảo, y có nhiều hành vi chống phá Đảng và Nhà nước. Theo chứng cứ, tài liệu thu thập được từ nhiều năm, Đinh Văn Hải thường xuyên lợi dụng mạng xã hội làm công cụ để hùa theo, cấu kết với những kẻ phản động trong và ngoài nước, đăng tải những bài viết, video có nội dung xuyên tạc sự thật trên nhiều lĩnh vực. Đinh Văn Hải còn liên kết với số đối tượng, số chống đối cực đoan trong tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện phức tạp, số bất mãn chính trị trong các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức phản động nhằm đánh bóng tên tuổi của mình, thường xuyên liên lạc, trao đổi với số đối tượng chống đối, phản động ở trong và ngoài nước để xin kinh phí tài trợ, lập Facebook Đinh Văn Hải, tiếng vọng hành tinh, ra sức làm, đăng tải các bài viết, video có nội dung vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận địa phương. Hải còn sử dụng mạng xã hội, mượn danh nghĩa một số sự việc cụ thể để kích động người dân địa phương không đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, xuống đường biểu tình chứ hoàn toàn không phải là đã tham gia rất nhiều sự kiện đấu tranh vì một Việt Nam tươi đẹp. Kết nối anh em để hướng đến một mục tiêu lâu dài hùng cường cho nước Việt, như lời của cây bút Việt Tân Phạm Ngọc An nói ở trên. Mặc dù chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở, nhưng Hải vẫn ngoan cố thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với tính chất, mức độ ngày càng manh động. Đinh Văn Hải đã phát trực tiếp 13 video, đăng tải 79 bài viết trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng đã có kết luận về nội dung các bài viết, video trên Facebook của Đinh Văn Hải đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đả kích công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, nói sai sự thật, bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đả kích các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, nói xấu xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Với những chứng cứ không thể chối cãi, ngày 7 tháng 10 năm 2021, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam Hải để điều tra hành vi làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đinh Văn Hải 5 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là bản án thích đáng cho Hải nói riêng và những kẻ chống phá Đảng, Nhà nước nói chung. Quá trình điều tra xét xử, Đinh Văn Hải đã thừa nhận các hành vi vi phạm pháp luật của mình. Việc đối tượng không mời nhóm luật sư dẫn chủ không có nghĩa là phiên tòa không công khai, minh bạch
hay phân biệt đối xử với người tàn tật. Việc không từ chiêu thức, luận điệu xuyên tạc để tâng bốc Đinh Văn Hải với lời lẽ lố bịch. Chúng tôi, những người anh em cùng lý tưởng với anh Hải luôn đồng hành và mong muốn anh giữ gìn sức khỏe, vững tâm trong cuộc đấu tranh còn nhiều gian khổ này. Đã tự nó phơi bày bản chất của những kẻ bất chấp lý lẽ, luật pháp, chống phá đảng, nhà nước, chống phá chế độ